bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn có một ngày thật bình an bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phát âm những chữ cái ở trong tiếng Anh. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để chúng ta cùng nhau học tiếng Anh ha. Nào chúng ta cùng bắt đầu. A. 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 Chữ A. Chữ A này trong tiếng Anh phát âm là A. Nó dùng cho chữ apple. 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 Apple là trái táo. Hãng điện thoại sản xuất ra iPhone là hãng Apple. Như vậy chúng ta dễ nhớ ha. Apple. B. B. B là chữ B. Và chữ B này trong tiếng Anh sẽ là chữ cái đầu tiên của chữ B. 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 B là con ong. Con ong chăm chỉ giống như bạn vậy. Bạn chăm chỉ học tiếng Anh thì sẽ có ngày chúng ta sẽ có mật ngọt, chúng ta sẽ giao tiếp được tiếng Anh rất là tốt với lại những người nói tiếng Anh trên toàn thế giới. C. 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 C này là chữ C, chữ cờ ha. Chữ C này trong tiếng Anh bắt đầu của chữ car. Car. Car là xe hơi. Xe hơi chúng ta đi đó gọi là car. Đi. 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 Đi là chữ D, chữ D trong tiếng Việt của chúng ta ha. Chữ D này trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ dog. 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 Dog là con chó. E. E. E là chữ E. Chữ E trong tiếng Việt của chúng ta, tiếng Anh phát âm là E. Chữ E trong tiếng Anh này là bắt đầu của từ egg. 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 Egg là quả trứng. F. Trong tiếng Việt chúng ta không có. Nhưng mà Vân Anh tin là nếu bạn nào học tiếng Anh hay là tiếng Pháp thì chúng ta sẽ có chữ này ở trong mẫu tự Latin. Chữ F này bắt đầu của từ fish. 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 Fish có nghĩa là con cá. Mỗi lần chúng ta ăn cá chúng ta sẽ nhớ chữ fish này ha. G. 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 G là chữ G ở trong tiếng Việt của chúng ta hay là chữ G ở trong tiếng Việt. Phát âm là G. 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 Chữ G này là chữ bắt đầu trong từ tiếng Anh là girl. 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 Là con gái. Đọc là girl ha. Nhưng mà mình không có đọc chữ girl rõ, mình sẽ đọc là girl. Nó không phải là girl mà là girl. Chữ r với lại chữ l ở cuối đọc là r ha. Girl. Tiếp theo là chữ h. H.
chữ hờ ở trong tiếng Việt của ta. Nó bắt đầu cho từ house, house, house là ngôi nhà. Chúng ta ở trong ngôi nhà của chúng ta thì gọi là house. Có dễ nhớ không ạ? I. Đó là chữ y ở trong tiếng Việt của chúng ta. Nó bắt đầu cho từ ice cream. Ice cream. Ice cream là kem. Một bình chữ ice không, nó có nghĩa là nước đá. Ice. 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 J. 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 Chữ G, chúng ta hay gọi là chữ G. Và nó bắt đầu cho từ jar. Jar. Jar là cái hũ. Cake. 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 Cake là chữ K ở trong tiếng Việt mình. Nó bắt đầu cho từ key. Key. Key là chìa khóa. Mỗi lần chúng ta mở khóa tủ, mở chìa khóa nhà, mở khóa cửa thì chúng ta sẽ nhớ tới chữ key. L. L. L là chữ ăn L ở trong tiếng Việt của chúng ta, hay là chữ L ha. Và nó bắt đầu cho từ lemon. 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 Lemon là trái chanh. M. 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 M là chữ M ở trong tiếng Việt. Nó bắt đầu cho từ moon. Moon. Moon là mặt trăng. N. N. N là chữ N ở trong tiếng Việt. Chữ N này bắt đầu cho từ nail. Nail. Nail có nghĩa là móng, móng tay, móng chân. Nail còn có nghĩa khác là cái đinh. O. 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 Nó là chữ O ở trong tiếng Việt. Cách phát âm của nó giống như là phát âm âm O ở trong tiếng Việt của chúng ta. Nhưng mà nó là giữa O với lại O ha. O. Chữ O này bắt đầu cho từ ocean. Ocean. Ocean là đại dương. P. 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 Chữ P này chúng ta bậm hai môi lại, nhẹ, phát âm nhẹ ra. P. Ha. Chữ P này ở trong tiếng Anh nó bắt đầu cho từ pen. Pen. Pen là cây viết. Q. Q. Q trong tiếng Việt chúng ta gọi là chữ quy hay là chữ cu. Nó bắt đầu cho từ queen. Queen. Queen là nữ hoàng. O. O. O
R ha. Nó bắt đầu cho từ, nó bắt đầu cho từ red. 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 Màu đỏ. X. S. 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 Là chữ S ở trong tiếng Việt chúng ta. Nó bắt đầu cho từ tiếng Anh là C. C. C là biển. T. T. T là chữ T, chữ T ở trong tiếng Việt. Nó bắt đầu cho từ T. T. T là trà. U. 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 Nó là chữ U ở trong tiếng Việt. Chữ U này bắt đầu cho từ umbrella. Umbrella. Umbrella là cái dù. V. V. V là chữ V, chữ V ở trong tiếng Việt. Nó bắt đầu cho từ van. Van. Van là những chiếc xe, gọi là xe, xe nó lớn hơn cái kho một chút xíu thì gọi là chiếc van nha. W. W. W là chữ W, hay là mình đọc là chữ V kép, V đúp trong tiếng Việt. Nó bắt đầu cho từ water. 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 Chúng ta lưu ý ha, chữ W là chữ W, phát âm âm W của nó. Mặc dù là Vân Anh phiên âm ra tiếng Việt cho chúng ta dễ đọc là chữ Q với chữ U để chúng ta dễ đọc, nhưng mà không đọc là Q ha. Giống như chữ Queen chúng ta đọc là Q, nhưng mà đây chúng ta đọc là W. Water ha. Water. W. Lưu ý. X. 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 Chúng ta đọc giống như là axi vậy đó ha. X. Chữ X này ở trong tiếng Anh ít có từ phổ biến, và nó đứng đầu ở một số từ. Trong đó có từ là X-ray. 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 Ray có nghĩa là tia, tia quang học đó, ha. Mình đi chụp X-ray có nghĩa là mình đi chụp X-quang ha. Trong tiếng Việt mình hay nói là tôi đi chụp, có bệnh là mình đi chụp X-quang để coi thử là trong phổi, trong gan của mình nó có vấn đề gì hay không, thì gọi là chụp X-ray, chụp X-quang. Y. 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 Chữ Y, Y caret ở trong tiếng Việt của mình đọc là Y. Chữ Y này bắt đầu cho từ tiếng Anh là yellow. 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 Màu vàng. Z. 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 Đọc chữ này là, nó giống như chữ Z ở trong tiếng Việt mình là ghép của âm G với âm Y. Đọc là âm Z, đúng không ạ? Chữ Z trong tiếng Anh bắt đầu cho từ zoo. Zoo. Zoo có nghĩa là sở thú. Và bây giờ bạn cùng Vân Anh đọc lại 26 chữ cái ở trong tiếng Anh ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
Q-R-S-T-U-V-W-S-Y-Z. Rồi, chúng ta đã đọc được 26 chữ cái trong tiếng Anh rồi đúng không ạ? Chúng ta tự khen mình đi. Vân Anh rất là thích ở Mỹ, các thầy cô giáo dạy cho các học trò nhỏ, các cháu nhỏ đó ha, là mỗi lần mà các cháu trả lời đúng hay là nói đúng một cái gì đó trong bài học thì giáo viên hay nói là kiss your brain. Kiss your brain có nghĩa là hãy hôn cái não của bạn, có nghĩa là chúng ta đã học giỏi đúng không ạ? Thì cái động tác hôn đó là bạn làm giống Vân Anh đi, là chúng ta kiss our brains. Và lúc mà những ngày đầu tiên Vân Anh học tiếng Anh, Vân Anh tập phát âm 26 chữ cái ở trong tiếng Anh thì Vân Anh cũng học hát theo bài hát để cho dễ thuộc. Bây giờ Vân Anh thử hát cho các bạn và các bạn cũng tập hát ha, và chúng ta sẽ dễ nhớ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y N Z. Now I know my A B C. Next time won't you sing with me? Hay quá! Bây giờ bạn hãy cùng tập phát âm thật là chuẩn 26 chữ cái trong tiếng Anh. Và trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học những điều thú vị khác trong ngôn ngữ mà chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta gặp những người thuộc các quốc gia khác nhau. Chúng ta có thể trao đổi bằng ngôn ngữ quốc tế, đó là tiếng Anh. Và Vân Anh chúc cho bạn gặp nhiều may mắn.